Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung về vụ mà nhóm mà yêu nữ các bạn giết người đổ bê tông ở Bình Dương các bạn. Hôm nay, bản tin ngày hôm nay đặc biệt nha, tôi không để hình ảnh đâu. Thật sự hình ảnh của bọn này để lên chỉ ố màn hình thôi. Đặc biệt, quá quen thuộc rồi, để làm gì nữa các bạn. Cụ thể hôm nay có mức án nè, bố của cái người mà chủ mưu mà giết người đổ bê tông gào khóc khi con gái mình nhận mức án tử hình. Mức án quá thích đáng đúng không các bạn? Cụ thể sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Phạm Thị Thiên Hà mức án cao nhất, đó là tử hình về tội giết người. Hà chính là nữ chủ mưu trong vụ án hai thi thể trong người ở trong thùng bê tông gây rúng động dư luận hơn một năm trước. Cụ thể, sau một tuần nghị án, sáng hôm nay ngày 3 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra phán quyết đối với các bị cáo trong vụ án giết người, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm do Phạm Thị Thiên Hà cùng đồng phạm thực hiện. Bốn bị cáo gồm Phạm Thị Thiên Hà, Trịnh Thị Hồng Hoa, Rê Ngọc Phương Thảo và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên. Trong đó bị cáo Hà xác định là người cầm đầu nên phải nhận được mức án thích đáng nhất, là mức án cao nhất tử hình. Cụ thể nó như thế này nè, dựa vào những chứng cứ hồ sơ của vụ án và những phiên tòa sơ thẩm vào ngày 25-26 tháng 6 vừa qua, hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Hà thành khẩn khai báo nhưng chỉ nhận một phần trách nhiệm sát hại Thành thôi, không nhận việc giết Linh. Tuy nhiên sau khi xem xét toàn bộ vụ án, hội đồng xét xử nhận thấy Hà là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Linh, chấp thuận đề nghị của viện kiểm soát tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà mức án cao nhất, đó là tử hình tiếp tục tại tạm giam với bị cáo Hà cho đến khi ngày thi hành án xảy ra. Đối với bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo phạm tội giết người và che giấu tội phạm, hội đồng xét xử quyết định phạt 20 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội che giấu, tổng hình phạt là 22 năm tù, thời hạn tính từ ngày 28 tháng 5 năm 2019. Ủa? Tính gì mà từ 28 tháng 5 2019 các bạn? Nay là đã ngày 3 tháng 7 rồi, vậy là cũng gần hơn 1 năm rồi chứ. Đúng là phải tính rồi, tính từ ngày hôm nay nè, để cho lâu hơn chút. Còn bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên với khung hình phạt 18 năm tù về tội giết người và 1 năm tù về tội không tố giác tội phạm, tổng là 19 năm tù. Riêng với mẹ của nữ chủ mưu, đó là bà Hoa, thì mức án là 13 năm tù cho hai tội danh. Bị cáo Hoa nhận mức án 13 năm tù cho hai tội danh giết người và không tố giác tội phạm. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hà tươi cười giống như không có chuyện gì rời khỏi phòng xử án riêng. Riêng những người thân của Hà lại khóc nức nở. Thì biết tại sao cười không các bạn? Tại vì người này nó đâu có máu đâu, đâu có trái tim đâu, cho nên tuyên phạt như vậy nó đâu có sợ, nên áp dụng ngay luôn chứ không phải là để mà thi hành chờ ngày gì nữa. Rồi, cảm ơn các bạn.